Chào tất cả những người nghe được bạn từ kênh nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Zero to Hero. Nào, chúng ta sẽ quay trở lại với đoàn quân Zero to Hero anh em ơi. Xem nào, trước tiên thì điểm qua một chút. Hay là mình làm tí sự kiện nhỉ? Hay là mình làm tí sự kiện ta? 12 điểm lên tinh anh 2 không hề khó. Tinh anh nhá là một cái mức danh nó đánh giá được cái thực lực người chơi. Những người ở danh tinh anh ấy là những người chơi ở trình độ gọi là mức trung bình. Những người trên tinh anh là những người đá hay. Những người dưới tinh anh là những người đá không hay. Đó, nói luôn là những người đá không hay. Những người tinh anh là những người ở mức danh gọi là trung bình. Trong số những người chơi họ là ở mức trung bình. Đấy. Đèn neo màu mè các thứ vào tới giống nhật ký trong đang đặt, anh em đang đặt, phải đợi nó về mấy hôm tôi đặt kiểu mẫu mà. Đó. Thôi thì được rồi, chúng ta sẽ làm tí sự kiện anh em ơi. Tối nào cũng phải chơi mới kịp, thoải mái lên tinh anh, lên siêu sao được thoải mái, tôi anh em yên tâm như thế, lên thoải mái, không vấn đề gì cả. Rồi mình chia sẻ cái nhỉ. Một lượt chia sẻ. Lần đầu mới FC chơi miễn phí đi, chơi miễn phí thế nào? 105 nếu như mà nó mở ra được cái con nào mùa gọi là TOT có tiền luôn. Gần như là có tiền luôn. Thắng một trận bất kỳ, ok, bây giờ là tiếp tục là sự kiện tiếp theo. Ngày hôm nay để tôi đưa anh em hết sự kiện này đến sự kiện khác nha. Tôi đưa tất cả những anh em từ sự kiện này cho đến sự kiện khác. Bingo mình chơi chưa nhỉ? Bây giờ là kiếm tiền này, bây giờ tích tiền vì các bạn khi mà vượt qua danh tinh anh nhá, chúng ta sẽ gặp toàn những đối căng. Cú lao cơ đang cạo lông cu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tí sắc. Chu mỏ một cái 200.000. Nghèo bây giờ, nghèo lắm rồi, bây giờ làm gì cũng ra tiền phải làm thật. Tôi bảo anh em bốc cứt ra tiền rồi tôi bốc luôn mà. Nghèo lắm rồi. Ôi trời ơi. Tao vất vả lắm rồi. Một người cái chai đúng nghĩa, không cần những hàng mượn, không cần nói hàng mượn. Không cần. Đó, mình đi lên một thực lực của mình không còn mượn làm gì cả. Mượn mình lại bị phụ thuộc. Bây giờ hết hạn mình lại phụ thuộc, mình lại bị cái cám dỗ, mình lại nạp tiền vào thì sao? Đúng không? Mình lại nạp tiền vào sao? Đó là những phẩm chất những người cái chai người ta nói không với cái quán mượn. Đó, xóa luôn. Check Starbo đi thầy, đó rồi cậu. Không ăn thua rồi, mấy quả gói này có vẻ nhìn có vẻ không cái chai mày gói đây quý lắm mà không có phẩm chất của những người cái chai ấy, người ta nói không. Người ta nói không với những cái cám dỗ đấy. Gói may mắn tinh anh. Đây rồi. CC cho tôi xin cái quán nào ngon ngon tí xem nào. Uầy, bây giờ nếu như người cái chai người ta mở ra con Vanna FC này, con Bruno này, tôi nhớ đến cái mùa này Bruno chẳng hạn này cộng 5 này. Con mẹ giàu luôn, tôi đổi đời luôn đấy. Dấu tên đã donate cho tôi 15.000 đồng. Nguyễn Quyền, xinh vàng nhé he quen. Xin cảm ơn Sting đến từ Nguyễn Quyền nha. Cảm ơn Nguyễn Quyền rất nhiều. Sắp tới khi là đại diện bên Sting làm việc bọn tôi. Đó, được tặng nhiều quá. Hãy cho tôi một chút lửa. Một chút lửa, còn lại con gì cũng được, không quan trọng. Lửa là trên 10 tỷ rồi. Ok luôn. Enzo 1 FC, con này nó rơi vào khoảng gần 100 tỷ. Enzo 37 tỷ, chính xác là 37 tỷ. Con này gần 100 tỷ luôn mà, nhà vô địch Copa America. Đó, Enzo đã đến. Gần 100 tỷ mà, cụ thể là 37. Đó, 37B. Giàu rồi, có tiền rồi. Bán luôn, bán sát giá 39 tỷ 900. Chưa đến 40 tỷ nhá. Chưa đến 40 tỷ mà đã sở hữu được quả tiền đạo, một trong những tiền vệ hay nhất của Chelsea bây giờ. Chưa tới 40 tỷ. Có thể nói là người xuất sắc nhất trong hệ thống hàng tiền vệ của Chelsea. Enzo. Tôi đang cần một con RB thay Doku. Để tôi đẩy con Doku lên đây và phi Foden về ghế dự bị. Tôi đang cần một con RB. Cánh phải này mình yêu cầu là một cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, thể lực cao, tạt bóng tốt, dứt điểm từ xa và kết nối với đồng đội. Ok, mức giá dưới 40 tỷ. Rabiot đá Abi ngon luôn, thể cắt inside ZD chân trái đẹp kem. Rabiot nó không đủ tốc độ đá hành ngang cánh. Rabiot nó đá rất tay ở giữa nhưng không đủ tốc độ đá để leo biên. Kolarov à, Hover tạt nhanh dẻo, ưng Đức à. Huy không còn cảm thấy hoang mang. Ui. Thì không cần có người yêu đá. Nhở? Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Với yêu cầu như vậy thì chỉ có Messi mới đáp ứng được. Đây, Hover 2002 đây đi. Đó, 2002 đây đáp ứng rồi, mang về đây Hover. Còn 30 tỷ quyết định luôn, sắm thêm một tiền đạo. Marcos Llorente đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Pellegrini Lon 8 là một món quà thầy ạ. 30 tỷ xin phép anh em luôn nhé. Xin phép anh em luôn. Với con Cornelius này chúng ta không thể nào mơ mộng được đi cao được. Con này nhá, mình không thể nào mơ mộng được với nó. Mình chỉ đá lên tới tầm khoảng tinh anh thôi. Nhưng mà Rabiot đủ cao đá tiền đạo thầy ạ. Rabiot à? Rabiot có gì hay mà anh em kết đấy. Rabiot có gì hay mà sao được lòng người hâm mộ thế nhỉ? 30 tỷ tròn xoe luôn này.
Ui. Cụ lao công đang cạo lông cu đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Ui. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nghĩ sao về đại đế Fred quán triệt hàng phòng không, không thích, nói luôn không thích. Không thích Fred. Nói luôn, với tất cả những gì anh làm, nói luôn không thích Fred. Một tiền đạo có thể đưa tôi lên siêu sao. Thôi, tôi nghĩ như là từ từ đã. Từ, bây giờ vấn đề bây giờ là mình phải từ. Đó, đội bóng vẫn đang thắng, vẫn đang cứ bình thường thôi. Rồi, như vậy là mình sẽ test thử tân binh là However nhá. Đấy, However. Đã donate cho ta 10.000. Tân binh However. Mariano Atien, một cựu cầu thủ của Real Madrid. Ôi, quả đấy tù vương luôn, quả đấy không phải tù trưởng, quả đấy xin phép gọi hai cái chữ tù vương. Thằng đấy gọi là tù vương chứ không phải tù trưởng, nói thật. Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Mariano đưa thẻ lên siêu sao, để quên câu chuyện đi anh em ơi. Mariano là quá khứ, nó thuộc về meta cũ rồi. Meta mới bây giờ cậu ấy không phù hợp. Ai chê Miguel Veloso là không biết gì bóng đá. Miguel Veloso chính là bóng đá. Miguel Veloso là bóng đá. Người giữ nhịp của đội tôi. Một trong những tiền vệ hay nhất ở thế hệ của mình. Nào. Nope. Chuyền bóng này. Họ xin phép đăng ký trận này làm cái 3 điểm. Cụ đi. Nope. Khó khăn thật, bắt đầu thấy được cái sự khó khăn. Giá cốt làm gì? Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi duy thế đây, Tabi nghĩ sao về lúc Bakio làm cộng 8 siêu tiền đạo? Đó sẽ là một phương án tôi nghĩ tới. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang rất hài lòng với những gì chúng tôi đang có. Chúng tôi hài lòng về đội hình hiện tại. Nào, However này tôi đang biến nó trở thành một Casillas mới của tôi. Có khả năng cắt đi sao vào trong. Rồi, tạt đường ngon nhá. Mạnh quá. Ui, con này tôi đang biến nó trở thành một Casillas mới nhá. Trông dáng giống, trông dáng dấp gọi là cái hình thái nhìn rất là giống Casillas đấy. Chết mẹ. U mơ. Nope. Đối này huyền thoại đó thầy à. Chậm quá, nâng cấp càng của ngựa, ta đơn binh nó bắt đầu thấy đuối đuối nhá. Thua làm sao được, chưa thua nó mới hiệp 1 thôi mà. Nè, chọc cái quả khe xuống đây thì là chết à. Đó, Jacob Ramsey. Đó, Jacob Ramsey là một trong những tiền vệ hay nhất ở series này. Jacob Ramsey rất hay luôn, thề luôn, nhạc trưởng tôi chưa bao giờ chê luôn. Kể cả phong độ thấp hay như nào, chưa bao giờ chê con nàng này. Ba. Nói trước luôn, trước khi Huy nói tôi xin phép nói trước, ngắt lời trước. Ba. Sao? À, vào đây. Này, từ truyền này. Không truyền, bây giờ không truyền này. Qua luôn này. Xả ngang. Ui, con gì nhỉ? Con anh em bảo cái gì? Jacob Ramsey hay quá, có khi là phải có một tập Wispay về cậu ấy. Tôi đang nghĩ một cái tập về gọi là Jacob Ramsey đấy. Giỏi rồi, góc gần. Nope. Gì góc gần rồi? Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sáng ngang ăn nửa tiền. Sáng ngang còn dọc ăn nửa tiền luôn à? Pressing luôn. Pressing không nghỉ. Bukayo Saka thằng này gì biết đá bóng? Nope. Thôi đi tôi rồi, Mohamed Salah kiểu gì chẳng đi chân trái chân đi. Kiểu gì chẳng đi chân trái chân đi. Nope. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em co gui qua pet phay Maca thay rep phay Nguyên TDW. Ok, cảm ơn em nha. Từ anh em đợi tôi tí đã. Wow, tôi cần chiến thắng này quá. Cần điểm. Ramsey, bước 1. Còn nguyên 5 phút còn nguyên nha, sống lại những hy vọng Ramsey. Từ, cánh phải bắt đầu còn này hết thể lực này. À, cánh bên kia là cho quả nào? Papon. Gần lắm rồi, game on. Vẫn còn nha. Ôi giời ơi. Nguyễn Quyền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xin mời Nguyễn Quyền. Sting vàng nhé.
Ui, ok ok, cảm ơn Quyền nhá. Cố lên nào, cố lên nào. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Khi thông cảm cô phải tại thầy đá ngu mà là điều kiện trong chạy đường truyền kém, pin cao thôi. Thầy đá hay mà ra chạy thầy sẽ comeback. Con từ, cảm ơn Sơn nhiều nhá. Làm gì? Dưới đây, rồi. Không quen. Ôi không quen, vãi cả lều trong tài không quen vừa rồi. Ôi, sao con đấy không thổi bên người ta? Quả bóng nó phang vào chân tôi trong vòng cấm không quen luôn kìa. Xe lấy lửa xe rồi mà, xe rồi. Anh nhà ở Hà Đông thích cởi chuồng chạy lông nhung đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn anh Đức nha. Bán tài rừng Minh Múc Untiti cộng 100k. Nhận. Nhận. Đó, nhận. Ủa, sao ta mua được như hết rồi sao ấy? Đó, 36.000, 36.000 mình đã mua gói 30.000 rồi. À, 30.000 mình chưa mua đấy, ok. Từ từ nhá, từ từ nhá. Bây giờ mình có nên nhịn đến gói 50 không nhở? Ôi mình có nên nhịn đến gói 50 không anh em? Cho tôi xin lời khuyên cái xem nào. Có nên nhịn không hay là mua luôn nhở? Nổ vũ gói 30k. Anh Đức nhà ở Hà Đông thích cởi chuồng chạy lông nhung đã donate cho ta nhờ. 10.000 đồng. Luôn đi thầy Untiti đứng dưới phòng Vumino đợi thầy rồi. Quyết, mày đã quyết tầm này rồi, văn quyết à, quyết cái xem nào. Bây giờ khi đã thích rồi thì phải hỏi ai nhỉ? Dấu tên đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Ôi cảm ơn dấu tên nha. Em co 1K2 em nhàn pết thay R do thầy co vút cho em khung. Có vụt mà anh em ơi, có vụt mà, có nhiệm vụ euro tầm này, nhiệm vụ gì nữa anh em, từ từ đã, còn cái sổ tay Advit. Ôi lửa luôn mà, ôi có tiền rồi. Như là rep mà rep, có tiền rồi, cộng 7, mẹ sao cộng 8 tăng à, có tiền rồi. Có tiền mang về UTT rồi, nổ hũ từ cái này nhá. À, UTT sẽ đến với chúng tôi. Dấu tên đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Nguyên suy ra gùi ơ 1K2 cho thay may do thay vút đỡ canh thay voi AH. Thì có gì để sau từ anh nhá. Bây giờ tôi đang làm sao check được từ đã. Con này có truyền dài đúng không? Con này truyền dài rất cần thiết. Ok. Unity sẽ được sự bổ sung đầy tốc độ. Đường Nguyễn đã đầu tiên cho Tabi 20.000 đồng. Bán này. Lựa chọn đúng đắn. Đây là phần thưởng. Ôi trời, ok đấy còn chưa đọc lên đấy. Đấy còn chưa đọc lên nó đã thưởng. Đó. Có truyền dài ưng. Gip. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Không có nâng tầm à thầy, nếu thầy nâng tầm thầy hãy xem qua tin nhắn của bạn Lê Quang Thắng, nó là bạn của em, nó thực sự cần sự giúp đỡ từ thầy. Làm gì mà nghe, ghê thế, chơi game thôi mà làm gì mà nghe nó khổ tâm thế ta. Nope. Vẫn về ba, con mẹ vẫn về ba, Saka này hai lần Saka đến với tôi rồi. Vì một lít mà dối lòng không có, một lít. Enzo đã đến đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm nay em ngồi ở đâu thầy nhỉ? Hôm nay nhá, em sẽ ngồi ở vị trí gọi là đầu bảng. Tờ, chỗ này bây giờ mất tờ Cornelius rồi, ai sẽ người đánh tiền đạo đấy ta? Ramsey cắm đầu, Ramsey nhà trưởng hay nhất con mẹ luôn rồi, bây giờ cắm đầu. Ai sẽ người đánh tiền đạo bây giờ? Vào đây, Foden sẽ đá tiền đạo ảo cho nên mình sẽ sử dụng một cái phong cách chơi tiền đạo ảo cho. Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hayden nha. Một bàn 10k nhận. Nhận. Trận này tôi sẽ để cho Phil Foden ở vị trí tiền đạo ảo số 9 ảo. Mày chơi như tiền đạo nhưng mà lại giống như một xe mà. Unity trận đấu đầu tiên ra mắt gặp ngay phải Văn Toàn khổ thật. Trận đầu tiên ra mắt lại còn gặp phải Văn Toàn nữa thì thở làm sao được. Công Phượng Văn Toàn này. Đấy. Đối đầu Văn Toàn nữa thì không chịu nổi. Điểm mạnh nhất Unity đó là cái khả năng phất bậy. Điểm mạnh Unity có lẽ là mất bóng. Điểm mạnh của Unity có lẽ là đá hay đốn ẻo. Mới có 14 phút đừng đánh giá sớm, mới có 14 phút thôi mà. Sao nó có chỉ số ở chuyên gia, nó chuyên gia chuyên tan mít ấy, nó hiểu cái gì ấy. Untiti. Đó là cái sự may mắn. Nó là cái sự may mắn Untiti mang lại ra phòng ngự. Bây giờ gần như thủ bằng tâm linh thôi. Đó. Thủ bây giờ chỉ bằng cách là tâm linh. Giả cốp đạp si. Ủa, lao kinh ấy nhở. Cứ từ từ thôi, không có gì phải vội vàng cả. Ôi giời ơi. Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Chia bài thế này khả năng còn 9 ngón tay. Nope. Ui, Văn Lâm bắt vãi cả lều. Chân phải, tôi cần một cầu thủ chân phải, đó là Ramsey. Gôn đừng có ra, gôn ra tôi tạt thẳng vào hồ đấy. Gôn ra là tôi tạt thẳng vào hồ ăn luôn đấy. Thầy nhớ em cây ít thầy. Cảm ơn cá nhá, cảm ơn em nhá. Chuyển đi, chuyển nhanh vào không? Đúng rồi, Việt vị. Nope. Do Umtiti chắc mắc cấp thôi, chứ mắc là cũng vậy. Đừng có đùa. Giang cái tô, đừng có đùa nhá. Khi có một tiền đạo mục tiêu vào, mọi thứ nó mượt màng ấy. Bóng đá của TG đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Những người chê bai về Umtiti là những người không biết gì về bóng đá. Không biết gì bóng đá cả. Come on visa đen. Cảm ơn vì đã đến, đúng không? Tôi dịch lại cái câu đấy của bạn ấy, là không có dấu cảm ơn vì đã đến nhá. Bình tĩnh, nó chọc kẹo này thua đấy. Umtiti đối đầu với Tiên Linh. Tabi 10.000 đồng. Lần ZTSM thấy khá là khó khăn vì cô có đồng nào để nâng cấp. Muốn nope. Thành hero thì cũng phải có tài nguyên. Nên em mong ZTS 4 thầy có thể tạo một vòng quay số tiền. Và sau một lúc rank sẽ DC quay vòng quay để chọn ra số tiền DC nạp game. Chưa thấy như này tội quá. Ôi giời ơi. Enzo đã đến đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Các bạn PBCT à. Cá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quả chọc khe của thầy làm em rizzle thầy ơi hi. Cảm ơn cá nhá, cảm ơn em nhá. Nay huấn luyện viên tôi thua 2 trận luôn mà. Minh Phan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nghiệt ngã và lại là bóng cuối. Uầy, họp báo đi, cây thật họp báo mà. Họp báo sao họp báo, còn nhặt cái khung họp báo cho con đẻ đây không ta. Ôi, sao họ báo ra nhìn bây giờ nhìn được chuyển nó gần đấy cả. Em bảo cho cả STV đeo kính ở VNS đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Bảo nhá. Con ơi, nhớ lấy câu này, không có cầu thủ khó đá, chỉ có huấn luyện viên chưa đọc giáo án khiển mọi cầu thủ của thầy Khoa cho. Thầy Tabi cảm thấy khó quá thì xách tay cầm với ngân lượng qua thầy Khoa chỉ cho tư duy chơi bóng nhé. Con chó ngon nhá. Họ báo trong tủ hát đây xem nào. Đó. Ôi giời ơi. Cá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn cá nhá. Chiến thắng của thầy là chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Rồi, cảm ơn cá rất nhiều. Tội gì, cái gì mà tội gì, làm sao nhỉ? Nó ngồi họp báo người ta bảo tội gì. Ngồi họp báo bảo tội gì luôn, cay thật. Ôi giời ơi. Messi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy bảo chữa dùm Umtiti hộ e đi. Umtiti đối với tôi là một cầu thủ hay. Mà trận thua vừa rồi là một trận đấu mà mình nghĩ là toàn đội sẽ nhận trách nhiệm, chứ không chỉ riêng thì cá nhân Umtiti cả. Đối với tôi, Umtiti vẫn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Đó, thế thôi. Đơn giản là như thế. Vẫn là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong cái thế hệ của mình. Cậu ấy đã từng là nhà vô địch World Cup và tôi không nghi ngờ gì về cái năng lực của cậu ấy cả. Đó, không nghi ngờ một chút nào cả. Sao bị cáo bên Umtiti cái gì nữa, không Umtiti bị cáo cái gì, huấn luyện viên người ta bảo bị cáo à? Hả? Bao giờ thì anh bị sa thải, chúng tôi chịu không nổi. Ôi giời ơi. Enzo đã đến đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chiến thuật không tiền đạo mũi nhọn mà SLV áp dụng đã hiệu quả chưa? Đó là một trong những cái thất bại mặt chiến thuật, một trong những cái thử nghiệm mang tính thất bại. Đó, thất bại, tôi tin tưởng Foden nhưng mà có lẽ là Foden không phù hợp với cái vị trí đó. Ôi giời ơi. Messi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Umtiti hay vậy do SLV đúng cây ếch? Không, Umtiti tôi nghĩ là do cậu ấy chưa hòa nhập thôi. Nó do cậu ấy chưa hòa nhập và cậu ấy chưa hiểu hết được về cái hệ thống. Cậu chưa hiểu hết được về cái hệ thống, cái cách vận hành của bóng thôi. Umtiti đối với tôi là một cầu thủ hay. Ôi giời ơi. Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông Tuấn Anh nghĩ gì về hành động ném chuối xuống sân cho Umtiti ăn của các cổ động viên? Có lẽ là mình nghĩ là do cái tình cảm của các cổ động viên thôi. Họ thấy là Umtiti thi đấu như đang thiếu ăn. Đang thiếu ăn, họ liên tục ném lương thực xuống. Ôi giời ơi, đó là chuối. Gia Cát Lượng đang đi lượn ở vườn quốc gia Cát Tiên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Liệu sự xuất hiện của Umtiti có phải là điều đúng đắn hay chỉ đơn giản là lời tạm biệt tháng 7 bởi vì thang moi da đen? Cái điểm xuất hiện của Umtiti ấy, nó xứng đáng hay không? Hãy để thời gian trả lời. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Đó, chúng ta sẽ lên siêu sao cùng Umtiti khẳng định luôn. Nếu như không còn bên đơn vị báo anh chị báo chí nào đặt câu hỏi nữa thì xin phép là chúng tôi sẽ quay trở lại phòng tập. Anh Đức nhà ở Hà Đông thích cởi chuồng chạy lông nhông đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
giáo sư Tùi Bùng đã từng nói Pháp đã đến auto ngon mong SLV cho thân chủ của tôi thêm thời gian. À, đó, tôi biết, tôi tin tưởng vào UGT mà. Đó, tôi tin tưởng vào UGT và tôi tin rằng đội bóng sẽ thành công cùng với vị trí của trung vệ xem 93 này. Ok, xin phép được dừng Phan báo Thành này. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi, cảm ơn Phan Thành. Của em đâu? Adli Young của em vẫn đang ở trên thị trường chuyển nhượng luôn, mua mãi không về. Đó. Chào huấn luyện viên Tabi, tôi đến từ nhà uy tín. Huấn luyện viên nghĩ sao về những vấn đề sau trận thua vừa qua và cũng đã có tin đồn thầy sẽ bị sa thải. Thầy nghĩ sao ạ? Thực chất thì nó là những cái tin đồn vui thôi. Nó là những cái tin đồn nghe nó mang tính là vui giải trí thôi, chứ nó không có tính xác thực cao. Tôi xin phép được ký hợp đồng với Zero to Hero đội bóng này tới năm 2026. Hợp đồng tôi vẫn còn thời hạn nha. Phan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. SLV có công nhận điểm yếu của hàng thủ là tốc độ không? Và cú huấn luyện viên lại đẩy một trung vệ chậm chạp và mang về một ông chậm không kém. Đơn giản là tôi chỉ trả lời câu hỏi của nhà báo đó, Minh Phạm như này, Minh Phan như này. Đó, Dog Go Go, Beeble Go Go, được chưa? Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Muốn UMTT thì phải bật một chút nhạc Pháp World Cup 2018 lên thầy ơi. Không cần, vẫn hai cầu thủ thi đấu bây giờ. Sao nó đi nó đúng vị trí cầu gì đây? Nope. Đúng vị trí cầu gì? Đúng vị trí cầu gì đấy? Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy ạ, tôi muốn thầy lên tiếng về trường hợp Kante có qua bé nhỏ ở vị trí đó không? Tôi đang nghĩ tới việc là cần một CDM khác. CDM, cái như Kante bây giờ là mẫu CDM Almeta. Đó, mẫu CDM đấy là Almeta mất rồi. Umiti đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi muốn ra đi. À, thế thì đơn giản cái gì đâu mà. Thì cái đấy thì đơn giản quá, đợi mỗi con đấy. Từ từ chưa họp báo xong đâu. Ông Tabi quay lại cái màn họp báo hộ. Không, chịu đáng chia đáng sẻ đáng. Một chút là tôi ở đội cũ làm kép quen rồi. Sang đây nói đếch thằng nào nghe thì chỉ huy nope. Chỗ để chia bài thế níu nào được. Bố láo bố tuét từ cầu thủ đến huấn luyện viên. Ôi giời ơi, CA7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, team CC thầy build cho em chiều nay. Em đá từ tinh anh ba lên chuyên nghiệp. Một đá ổn luôn ạ, ổn lòi liền. Ổn đầy bia luôn à? Thầm cầm bất sợ bẩy nhá. Cornelius kẻ sống ở làn danh Việt vị, nay đã chuyển mẹ sang chỗ Việt vị để sống. Việt vị liên tục, tiền đạo đó một trận auto là min 3 Việt vị. Cứ auto một trận min 3 Việt vị. Ôi giời ơi. Nè. Em Vinh đã em mờ rồi. Raxi, con nhá, con nhá, con. Nhìn thầy khiên UMTT mà em thấy thương cho đội bóng hai. Thằng này không đủ năng lực cho đội bóng này. Nè, bình tĩnh nha, Zanto bình tĩnh, Jacob Ramsey. Phải có Jacob Ramsey đấy. Ôi giời ơi. Còn mấy em đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em chào thầy ạ, chúc thầy một ngày vui. Xin cảm ơn Dominic. Ôi đá bóng, quả bóng này cắt ngay cho tôi, quả bóng này phải cắt lên video cho tôi. Quả bóng này cắt video chắc chắn là sẽ thích. Đã donate cho chắc chắn là sẽ thích. Tôi muốn một tiền đạo mới. Tôi có siêu tiền đạo Richarlison mùa TT cộng 9 cần được ra đi. Ban lãnh đạo nghĩ sao về bản hợp đồng này? Nhận. Đó, xin phép là nhận món quà, nhận chiếc nhận khẩu súng. Đó, một vũ khí thượng hạng đến từ em Súng Hoàng Mai. Cô này lớn. Con này không phải vội nha anh em, không dùng. Tại sao lương của tôi lại thấy hơn UMTT? Lại thấy hơn UTT là sao? Lại thấy hơn là như nào? Ok hơn mà đá hay hơn thì lương chẳng ngang UTT là đúng rồi. Đồ cu tốc độ nhanh đấy. Cái thằng này sao thể lực yếu thế nhở? Cái thằng này sao thể lực bưu bê, cái thể lực bao nhiêu sao yếu vậy ta? 117 thể lực lúc nào tụt hết đầu tiên đấy nhở? Ben Davy này, Taren Minh này, Deron, tôi sẽ thay vào đây. Lá mơ, thay KT được cái, rồi. Ôi giời ơi. Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhà bếp chuẩn bị mấy quả chuối để y ăn cho có sức mà huấn luyện viên ăn hết rồi thì lấy đâu ra thể lực. Khéo đưa ra cúp làm gì này. Qua một cái. Ui, đến xúc thì Manny đi tòa chân vào rồi, còn Manny ai thủ vãi cả đấy. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một ngày từ thua tới hòa. Đừng nói, trận này win nha, đừng nói. Đó, trận này win nha. 3D. Thắng Man City luôn cho hiểu. Thắng luôn Man City cho hiểu, Man City hết thể lực rồi. Đó là con này là K3D. Không biết nó tên là gì nhưng mà nó là 3D á, đó. Đừng có nói một ngày thì tư thế hòa, xin phép luôn, 3 điểm đầu tiên. Hayden Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Thằng nào bảo Umtiti chỉ cần nhìn là đối thủ tôi run, làm bây giờ nó chỉ đứng nhìn thôi. Chuyển quả điểm đẳng cấp Zero to Hero mà trận hôm nay xin phép luôn, content ngày hôm nay xin phép luôn kiếm về 6 điểm. Kiếm về 6 điểm content này. Thôi phải fight đấy. Nope. Cái đường bóng có đi kiểu đéo gì nhỉ? Thế luôn cái đường bóng có đi kiểu gì nó không nhìn ra được ấy. Sao cái đường bóng đi nó dị ta? Không nhìn ra nổi luôn mà. Không sao, win là được. Đó, kinh nghiệm lúc này là cần cái gì? Cần cái kinh nghiệm và khả năng truyền dài UTT này. Tiếp tục luôn, chân trái cực ngon. Một đường truyền thẳng vào chân của Theo. Tí thì mở ra cơ hội nhá. Đèn Joker xin phép em luôn. Là cái 3 điểm đầu tiên. Ok. À leo tháp là ngày mai em nhá. Leo tháp là ngày mai em nhá. Đó. Hôm trước cái điểm yếu của mình từ mình đang đá cái con Finn Foden này chứ. Thôi cứ để Finn Foden đá trước đi, xong rồi mình khi mà đối phương nó xuống thể lực mình sẽ đưa con Doku vào sân. Đấy. Mình sẽ đưa con Doku vào sân. Ramsey lại cắm đầu à. Thôi rồi, chơi đi. Mục tiêu là 6 điểm. Mục tiêu sẽ là 6 điểm. Cảm ơn. Mỗi hôm đá cảm ơn luôn nhỉ. Trận là lên một rank thầy ơi. Thế thôi, chỉ đá như thế nhẹ nhàng thôi. Làm ơn, thật làm ơn. Anh em nào nếu mà đang làm TikTok, đang xem vào bóng này ấy, cắt cái đoạn này ra đăng lên TikTok chắc chắn có view. Chắc chắn có đề xuất. Nếu anh em nào đang là TikToker đang làm ấy, cắt đoạn này ra đăng lên TikTok chắc chắn đổ đề xuất. Đó. However đã như thế là chết rồi. However ơi, đá phải chuyển ngay về ba trung vệ ngay, đưa ngay của Tadon Minh vào ba trung vệ. Rất cần 3 điểm nhá. Tadon Minh sẽ đá ở đây. Đây trung vệ lệch trái sẽ là Umtiti. Về ngay cái thế ba hậu vệ thôi. Sợ cái pha đấy là pha tôi định cản Ronaldo nhanh quá không cản được. Giữa người ta đá, người ta đã phản công kêu giữa trái phải pen đâu mà bắt giữa. Ấy đứng giữa đây, đứng giữa rồi. Pha này nhá. Đó, nó chuẩn bị sút phát mình vuông lên này, hàng rào sẽ đi lên một bước. Đó, hàng rào sẽ đi lên một bước. Rồi, thế là không thua được. Mâm luôn đi, bảo là thì mâm làm cái gì, đá đang cứ đá bình thường cái gì phải mâm, mâm mới thua nha. Đó, mâm mới thua ấy. Thôi xong rồi, mày quá. Có pen đâu, phạt mà anh em, pen đâu. Jacob Ramsey. Ngôi sao của bóng này, ngôi sao của Zero to Hero. Xin phép gọi tên trang cầu thủ số 10. Uầy, quá tuyệt vời, con này đập lên cộng 9 nữa thì phải, con này phải về Wispay, một slot đặc biệt đưa chàng trai này về Wispay, đội của tôi đang thiếu một CM. Lính thì Mares cũng đáng vôi, anh em không vôi nhỉ. Nope. Đẹp. Tập trung lại, mất đi một hậu vệ khó đá thật đấy. Rồi. Với hai con này mình vẫn điều tiết được, hai con ở giữa sân này vẫn điều tiết được bóng nhỉ. Anh em nói nhiều lên tí cho anh em rén đấy nhỉ. Bắt đi. Bắt hộ bóng đi. Encolo Kanté. Mày gần lắm rồi, tinh anh gần cái mốc qua tinh anh 1, gần đến tinh anh 1 gần lắm rồi. Phía dưới có người đúng rồi. Bây giờ nhá, nó sẽ chọc rất là nhanh vào trong mình ra gôn này. Này có gích nhỉ, gích cái limit mà nhá. Nope. Hello thầy, thầy tặng em một bản được không? Xin cảm ơn cựu học sinh, được nhá. Umtiti mày quá. Ôi giời ơi. Cao cả đã nope. Donate cho Tabi 20.000 đồng. B ơi, tên mua áo mặt miếu. Cảm ơn cao quả, như hiện tại như lần này mình đã chưa bán lại các bạn. Cô đơn cũng vậy, xem như chuyện chúng ta mới như hôm qua mình đã cô đơn qua bao mùa hay lá. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, mơ ước chung đôi khi xưa giờ đây chẳng còn nhau. Biết trả lời nhỉ, nó sơ hở hát cái văn nghệ ghê thật. Sao nó làm ca sĩ nhỉ? Ca sĩ cái thứ cũng ổn đấy.
Nope. Tôi vẫn còn Ramsey và tôi vẫn còn Kanté. Tôi còn Ramsey và Kanté nhá. Con mẹ đã chạy bóng căng thẳng quá nhở. Ôi giời ơi. Cửu học sinh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bàn của em đâu thầy? Bàn của em đây, bàn của em có luôn nha kiều sinh nha, bàn của em có luôn. Đó là phẩm chất ngôi sao, Jacob Ramsey. Còn mẹ mày, ui bùng nổ. Ôi giời ơi. Nhân La đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Báo chí Anh đang giật tin với phong độ chói sáng trong màu áo ZTX. Đầu tàu của anh tại World Cup 2026, Jacob Ramsey đang đòi tăng lương lên mức kỷ lục. Tăng lên gấp đôi luôn. Nếu thích tăng gấp đôi được. Sang khoác lên mình chiếc áo câu lạc bộ eSpace sau khi mùa giải này kết thúc. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. 6 điểm. 6 điểm qua 4 trận không phải là một thành tích quá tệ nha. 6 điểm qua 4 trận không phải là một thành tích quá tệ. Ok, quá tuyệt vời. Wow. Zero Toro đá xong Zero Toro một trong những con tem mà tốn thể lực nhất luôn đấy. Dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ chinh phục. À, ngày mai là đá với VA rồi, nên là chắc là ngày kia nha, tối ngày kia chúng ta sẽ chinh phục tiếp cái mức tinh anh 2 nha. Ngày kia chúng ta sẽ chinh phục nốt cái mức đấy, tinh anh 2. Wow. Và bây giờ dừng đây, bây giờ có lẽ tôi phải chuyển sang WeSpace rồi. Tôi phải chuyển sang WeSpace để làm tiếp về Jacob Ramsey được.